Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Nguyễn Phú Trọng tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường tại Trung Quốc. Đúng như chúng tôi đã dự đoán một vài ngày trước, do sức khỏe của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng quá yếu nên lần này bộ chính trị đã phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh mẫu quốc để tham dự hội nghị Vành đai và Con đường để bàn đối sách thuần hóa dân tộc Việt. Hôm nay báo chính thống nhà nước Cộng sản bắt đầu đưa tin Thủ tướng sẽ dự diễn đàn Vành đai và Con đường tại Trung Quốc. Như vậy đến nay chúng ta đã khẳng định được việc là ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có vấn đề thực sự về sức khỏe chứ không phải là thông tin bịa đặt như báo chí nhà nước đã từng nêu. Báo chính thống Cộng sản có đưa tin như sau. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn hợp tác vành đai và con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi chiều nay ngày 22 tháng 4. Đây là lần thứ hai nguyên thủ Việt Nam tham dự diễn đàn này. Bộ Ngoại giao cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự diễn đàn theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường lần thứ hai, viết tắt là BRI, tại Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 4 năm 2019. Theo kế hoạch trong chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này, ngoài việc dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI, còn có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vân vân mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản cũng như việc duy trì hòa bình ổn định tại biển Đông. Năm 2019, diễn đàn hợp tác cấp cao hợp tác BRI lần 2 được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ của 37 quốc gia và tổng thư ký liên hợp quốc, giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Diễn đàn hợp tác quốc tế BRI lần 2 có chủ đề là hợp tác vành đai và con đường, định hình tương lai chung tươi sáng hơn. Theo thông tin từ ban tổ chức, dự kiến có khoảng hơn 5.000 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo của hơn 90 tổ chức quốc tế và quan khách từ 190 nước đăng ký. Tháng 5 năm 2017, diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam thời điểm đó do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu tham dự và có phát biểu quan trọng thể hiện quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc hợp tác cần phải đảm bảo để đóng góp cho hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế trong khu vực, trong đó sáng kiến BRI, việc triển khai BRI phải đảm bảo nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Tháng 11 năm 2017, nhân chuyến thăm chính thức nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký văn bản ghi nhớ cấp chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang, một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Hai bên hiện đang trong quá trình thảo luận để xây dựng kế hoạch chung về thực hiện bản ghi nhớ. Việt Nam Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950, hiện hai bên nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Những năm gần đây quan hệ song phương Việt Trung về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định. Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam, xem xét mở rộng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, phối hợp giải quyết các vướng mắc tồn tại trong các dự án hợp tác. Sáng kiến BRI được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu lần đầu tiên trong chuyến thăm Trung Á vào tháng 9 năm 2013 và Đông Nam Á tháng 10 năm 2013. Tính đến nay có 150 quốc gia và tổ chức quốc tế ký kết với các thỏa thuận hợp tác liên quan đến sáng kiến vành đai và con đường. Về phạm vi, BRI có hai cấu phần chính là vành đai kinh tế, con đường tơ lụa trên bộ và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Có 5 mảng hợp tác chính trong khuôn khổ sáng kiến BRI là kết nối chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối thương mại, đầu tư, kết nối tài chính tiền tệ và kết nối con người. Nguyễn Phú Trọng bị choáng, tổng tịch sẽ hủy bỏ đi chung trước khi đi Mỹ. Cú đổ bệnh đột ngột của tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ngay tại vùng căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, trùng với ngày sinh nhật của trọng, rất có thể phá vỡ một kế hoạch nếu có của ông trọng đi Trung Quốc để tham dự hội nghị BRI, hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến một vành đai một con đường do Bắc Kinh tổ chức. Câu hỏi đặt ra là choáng, ổn hay tai biến? Không bao lâu sau cơn chấn động của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bị đột ngột cấp cứu hồi sức ở Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang và liền ngay sau đó được đưa về Bệnh viện Trợ Giấy ở Sài Gòn vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, một số trang Facebook của những người lời đảng và giới dư luận viên chấn an dư luận. Sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bị choáng do thời tiết thay đổi, miền Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nóng kỷ lục trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không đội mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 đến 20 độ C. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nay tuổi đã cao, việc nước gánh nặng trên vai nên chuyện bị choáng và ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường. Sức khỏe của cụ tổng vẫn ổn, thậm chí cụ tổng đã xuất viện, đồng thời lên án các thế lực phản động và thù địch đã xuyên tạc người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và nhà nước ta. Nhưng nếu Nguyễn Phú Trọng chỉ bị choáng thông thường, tại sao bệnh viện Kiên Giang lại không xử lý được mà phải chuyển về chợ giấy ở Sài Gòn? Bệnh viện thuộc loại tuyến trên mà chỉ đưa từ tỉnh về đây những trường hợp trầm trọng và nguy hiểm. Một khi đã phải chuyển Nguyễn Phú Trọng về Sài Gòn, tại sao không đưa về bệnh viện thống nhất là nơi điều trị cho cán bộ trung cao cấp mà lại phải chuyển về chợ giấy bệnh viện ngoài và có điều kiện đảm bảo an ninh cho giới chấp bu mỏng hơn nhiều so với bệnh viện thống nhất? Và tại sao không chuyển thẳng Nguyễn Phú Trọng từ bệnh viện Kiên Giang ra bệnh viện 108 ở Hà Nội, nơi điều trị cán bộ cao cấp mà lại để ở chợ giấy? Cần chú ý, chợ giấy là bệnh viện nổi tiếng về chuyên khoa điều trị chấn thương sọ não và thần kinh, trong khi thống nhất bị xem là yếu hơn nhiều, thậm chí còn xuất hiện giai thoại dân gian về mổ khuyến mãi, tức là phải mổ đi mổ lại ở bệnh viện này. Chính vì thế Nguyễn Phú Trọng được chuyển thẳng từ Kiên Giang về chợ giấy mà không phải thống nhất hay bệnh viện 108, cho thấy bệnh tình của ông Trọng không phải là choáng mà rất có thể ông ta đã bị đột quỵ dạng tai biến mạch máu não. Một trong những yêu cầu cao đối với loại bệnh này là cực kỳ hạn chế di chuyển bệnh nhân để tránh những tổn thương và làm vỡ mạch máu não. Về thực chất một cơn bệnh đến với Nguyễn Phú Trọng vào lúc này sẽ khiến xáo trộn toàn bộ chính trường Việt Nam và ảnh hưởng đến quan điểm và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ hay cả Liên minh châu Âu. Trung Quốc hả hê Trước khi xảy ra vụ Nguyễn Phú Trọng bị choáng, một nguồn tin thường có tin nội bộ và khá đáng tin cậy đã cho biết Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Trung Quốc vào Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019 để dự hội nghị BRI, theo đó Nguyễn Vũ Trọng sẽ một lần nữa đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ mang lại một sự lặp lại đến u tối cái dĩ vãng trầu thiên triều. Trước đó nữa đồng chí Nguyễn Vũ Trọng sẽ có chuyến công du Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định chuyến đi trên có thể diễn ra vào mùa hè năm 2019 và đặc biệt quan trọng với ngân sách của chính thể Việt Nam và với người vừa chạm ghế chủ tịch nước chưa được bao lâu. Nếu sau cuộc gặp trăm trọng sắp tới tại Washington, Hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu hiệp ước tương trợ quốc phòng mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó, là sự chuẩn bị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ Việt. Bộ chính trị ở Hà Nội có thể sẽ như sống lại để nhảy vào khai thác mỏ cá voi xanh mà không còn phải mắt trước mắt sau trước thói đen nẹt của đồng chí bốn tốt. Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt là quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế lên tới 10 đến 20 tỷ đô một năm, và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải đảm bảo dự trữ ngoại hối. 60 tỷ đô dự kiến khai thác được từ dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam là cá voi xanh, con số dự đoán mới nhất được nêu ra bởi chính quyền Việt Nam gấp đến 3 lần con số dự đoán trước đây là 20 tỷ đô. Được xem là giá trị rất đáng để lời giới lãnh đạo Việt Nam tỏ một chút can đảm trước đồng chí tốt của Trung Quốc nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng có thể đang rơi vào tình cảnh bệnh nhân bất đắc dĩ vì chứng xuất huyết não và thậm chí còn có thể bị liệt nhẹ, đang đe dọa không chỉ chuyến đi Trung Quốc mà cả chuyến đi Mỹ của ông ta. Nếu ông Trọng không kịp phục hồi sức khỏe trong những tháng tới thì đương nhiên ông ta không thể đi Washington gặp Trump với tư cách một nguyên thủ quốc gia. Điều mà hẳn Trọng rất lấy làm tự hào vì mình như thế nào thì người ta mới đón tiếp như thế chứ đúng theo tâm trạng hồ hởi bột phát mà ông ta đã thể hiện sau khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt cách tiếp tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015. Và nếu Trọng không thể đi Mỹ vào mùa hè này, chắc chắn Trung Quốc sẽ cảm thấy hả hê nhất bởi Việt Nam sẽ không có cơ hội để đàm phán với Mỹ về việc hợp tác tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil để khai thác mỏ cá voi xanh. Cũng chưa thể bàn sâu hơn về nội dung quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ mà từ đó Việt Nam có thể chính thức tham gia vào khối liên minh quân sự Đông Bắc Á một khối gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc đối trọng với Trung Quốc tại Biển Đông. Cần nhắc lại, ngay trước khi có tin về trọng đi Trung Quốc, Trung Quốc đã tung ra động thái sẽ đưa dàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai, Đông Phang 132 CEPB vào lưu vực Jingye 2 ở Biển Đông vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Logic của những sự kiện lịch sử cận đại trong quan hệ Trung Việt cho thấy chẳng cần hoài nghi rằng sự xuất hiện của Hải Dương 981 trước đây và Đông Phang 13-2 CEPB vào năm 2019 là những động tác dàn mặt đối với giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong thế đu dây dễ để lộn cổ với Trung Quốc và Mỹ. Chiến thuật ép và lấn từng bước của Trung Quốc là quá dễ nhìn ra trước chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng vào mùa hè năm 2019 Tùy thuộc vào thái độ của trọng với tập ra sao mà đông phang 13-2 CEPB sẽ làm yên ở vùng trồng lấn biển hoặc lao thẳng vào hải phận Việt Nam theo đúng cái cách mà Hải Dương 981 vào năm 2014. Có từ bỏ quyền lực, liệu Nguyễn Vũ Trọng có giao phó một quan chức nào khác dẫn đầu đoàn Việt Nam đi Trung Quốc dự hội nghị BRI và cả đi Mỹ? Với hội nghị BRI, khả năng nhiều sẽ là nhân vật số 2 trong đảng, thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng và là người được trọng tin cậy nhất hiện thời có thể thay thế trọng đi Bắc Kinh nhưng chuyến đi này không quá quan trọng đối với Việt Nam, chuyến đi quan trọng hơn hẳn sẽ là đi Washington gặp Trump. Trong trường hợp đã đến lúc đó mà Nguyễn Phú Trọng chưa thể phục hồi sức khỏe, thậm chí bệnh tình của ông ta còn tồi tệ hơn, việc đi Mỹ sẽ không còn phụ thuộc vào việc trọng phân công trong một ai đó trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn phụ thuộc vào việc Trump có đưa ra lời mời cho nhân vật thay thế hay không, hoặc Trump sẽ gác lại cuộc gặp với Trọng hoặc nguyên thủ quốc gia mới của Việt Nam vào năm sau, năm 2020 kịch bản trăm vẫn mời một chóp bu Việt Nam mà không phải trọng đến Washington vào mùa hè năm 2019 có thể chỉ xảy ra với điều kiện nhân vật chóp bu đó phải thực quyền để quyết định ngay những chủ đề được thống nhất trong cuộc hội đàm Mỹ Việt. Đồng nghĩa với tình trạng bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng suy yếu đến mức ông ta phải tạm ủy quyền cho một quan chức khác hoặc trọng dũng cảm từ bỏ hàn quyền lực của ghế chủ tịch nước và cả tổng bí thư.